trồng dâu nuôi tầm là nghề truyền thống và mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho người dân. Tuy nhiên, nguồn giống sản xuất lại phụ thuộc vào Trung Quốc, nên người nuôi tầm đang gặp khó vì khan hiếm trứng giống tầm. Theo Hiệp hội Dâu Tầm Tơ Việt Nam, hiện cả nước có 32 tỉnh phát triển nghề dâu tầm với tổng diện tích trên 10.000 hecta, trong đó có khoảng 20.000 hộ dân trồng dâu nuôi tầm và khoảng 250 cơ sở ươm nuôi tầm con. Do vậy, mỗi năm cả nước cần khoảng 0,5-0,6 triệu hộp tầm giống. Tuy nhiên, việc nhập khẩu giống tầm gặp khó khăn nên người dân khó có được con giống để nuôi, dẫn đến việc sản xuất bị gián đoạn. Để gỡ khó cho người nuôi tầm, thời gian tới Cục Chăn nuôi sẽ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc với các đơn vị có chức năng để nhập khẩu chính ngạch giống tầm phục vụ sản xuất, đồng thời thực hiện nghiên cứu sản xuất giống để đáp ứng nhu cầu phát triển. <laughs>